bạn yêu mến kênh miền Tây quê Mang Giang nha. Hey, hello chị Oanh. Hôm nay có chị Oanh qua tham gia nữa thì rất là vui. Có cô ba ở bên Mỹ có gửi tặng cho xóm nghèo của tụi con là 200 cái bánh trung thu luôn. Thì đây con trong cái thùng này là con đã làm hai loại, là loại trung thu của người lớn là 100 cái và 100 cái bánh con heo là của phát cho mấy em nhỏ. Đấy, mấy bánh trung thu này ngon quá. Giống heo quay nha, heo bánh trung thu của người lớn thì có hai nhân nè, nhân đậu xanh nè, nhân chai, bữa nay là nhân hạt cẩm hai trứng luôn, quá là ngon luôn. Chia làm hai loại, đúng rồi, chia làm hai loại. Dạ, thì con cũng thay mặt bà con xóm nghèo gửi lời cảm ơn đến cô và chúc cô với lại gia đình của mình trời và sức khỏe an khang thịnh vượng nha. Và cô cũng có nhắn với lại bà con ở đây là chúc bà con ở đây có một cái Tết trung thu thật là vui vẻ và ấm áp. Cho mấy đứa bạn nhỏ trước đi, cho nó về trước đi. Dạ có. Đưa đi, có phiếu là đưa. Lại đi. Ngọc bước lên đây lấy phiếu đi rồi trao tiếp cho đứa đi. Mở nhường cho mấy đứa nhỏ trước đi, cho nó về trước. Ai giờ được? Dạ được, được, mở lãnh giùm mấy đứa nhỏ phải không? Dạ được. Dạ dạ. Người lớn mấy đứa là đưa cho đều nha, bánh chay và bánh mặn đưa đều nha. Bốn phiếu thì mình đưa hai cái này hai cái kia. Cái gì vậy? Dạ, cái này là 2:30. Không, cái này là cái rồi. Rồi cảm ơn con okay. Nè nè. Ba người.
đặt chi? Dạ cái bánh trung thu mà hình con heo. Rồi, bà lấy rồi, bà lấy rồi, để con lấy cho con nha. Dạ, dạ, nè, còn của tao nè, tao nè. Lấy mặn đi vợ con. Dạ. Của bà Tư, bánh đậu xanh, bánh đậu xanh đó con. Ra đây, mặn. Nó có để chữ gì ta, một thứ nhưng mà nó có để chữ. Coi chừng người ta tới trễ đó nha, để xem coi. Wow. Nhiều nhóc chơi em có, em chưa có, em cũng chưa có chị lấy cô có dặn là để chờ lấy nhớt cho mình ăn nữa đó. Hai con heo cho chú năm con. Mình ăn heo sữa. Vậy là còn bao nhiêu cái à? Còn đây ba nè. Ba. Năm. Sáu. Sáu, tám. Chừa nhớ mình ăn nữa nha. Tám chưa có chừa đó. 15 có còn, bừng hết còn 15 cái. Cái bự 15 cái. Còn heo một thùng heo luôn. Đây còn heo á. Ủa sao phiếu heo nít chưa đến nào tới đủ hả? Nít chưa tới đủ vậy. Nãy giờ có mấy đứa nít à? Mười mấy hai chục đứa à? Vậy đợi chút xíu đi. Rồi chừng nó tới trễ đó. Vậy bây giờ cho con An với Ngân ăn bánh con heo đi. Ừ. Em cô bé. Nó đòi ăn chay, nó ăn chay ăn bánh đậu xanh đó. Nó đòi ăn nhân đậu xanh hả? Dạ An. Chứ lấy cho ông ngoại bà ngoại nữa đó. Dạ, ông ngoại bà ngoại. Ông ngoại bữa nay mình lấy mỗi một cái chay cái mặn đi. Chưa lấy rồi. Dán bỏ xuống lại. Ờ đi ăn đi đỡ tốn. Chị lấy hai cái chai cái mặn cho ông ngoại. Một cái chai cái mặn đi. Dạ, một cái chai cái mặn. Ừ. Đúng rồi. À, bánh của Hà Tôi nè. Một cái con heo luôn. Bắt đầu thưa
đồ chưa thấy đứa nào hả? Dạ chưa. Kêu kêu mấy đứa tập trung lại lấy luôn được con. Thấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Bốn con heo sữa. Con vậy. Trời nó ăn cái con heo này xong cái nó vô con heo luôn. Dạ, nó dùng cho đâu hả? Dạ được, tao mượn. Chờ chị hai. À, chị cầm giùm con nào, chị đem về nhà giùm. Đây đây con cầm. Còn không? Con số nhà. Ủa đang ăn hả? Con nhỏ hả lớn? Con nhỏ phải không? Dạ đây. Cầm hết không? Cũ cũ rồi, để cầm cái này. Cũng cầm hai cái này thôi. Một cái phiếu là mấy cái? Một phiếu một cái đó gì? Còn cái này ba phiếu. Vậy lãnh giùm hả? Lãnh giùm cho dần thanh hai phiếu, cũng gì tôi có phiếu. Vậy hả? Ừ. Là ba phiếu. Sao nãy đưa đây một sắp tới 6 phiếu rồi. Không có ba hả? Sao con điểm mình có 6 phiếu rồi? Có nhớ lộn của ai nữa không? Ai gửi nữa không? Sao con điểm nó 6 phiếu rồi đó? Không biết không ai không? Nãy giờ anh đưa tặng xuống đây chung quanh thôi vậy. Coi chừng có ai gửi bả nữa đó. Thì đưa đủ số phiếu đi, kiểm tra bao nhiêu phiếu thì đưa bao nhiêu phiếu. Đây có thằng chị Tư rồi, như đó. Như thì đưa lại. Dạ. Cũng cho thằng chị Tư đặt nhiêu thấy không? Dạ thì chị Tư em về có ai thì nói bà. Mà có ai gửi mà quên thì bà đưa giùm con nha. Chứ con điểm để thiếu của người ta không được. Dạ. Của ai lấy hai đứa để được. Dạ. Kê kê còn hai đứa nhóc rồi ba gái. Hai đứa vô đây, hai đứa. Vô đây. Hai đứa. Nó đủ nãy cho nha. Đây. Hai phiếu. Hai đứa một đít. Hai giờ yếu hai người kia. Hai bà bay thằng bên khác ở đi. Rồi, đây, rất là hấp dẫn luôn, rất là ngon luôn. Mình mời cả nhà ăn bánh trung thu với mình nha. Đây. Để đậu xanh mà nó đòi phải xanh cái màng nó mới chịu. Để cho xanh vậy thôi không dẹp đấy chị. Đậu xanh ở ngoài cái vỏ nó màu xanh, cái trong nó màu vàng. Thấy cái hộp đậu xanh chưa? Xanh đó là như trà xanh đó. Cái này là như trà xanh nhưng mà như trà xanh. Em có nghe nói là có sô-cô-la. Sô-cô-la như trà xanh. Hoài môn nữa. Tính đồ hoài môn, em đang mặc áo hoài môn nè. Có ai mà nhỏ ăn bánh này tưởng cái gói chấm mà mở ra chấm ăn. Bánh thập cẩm ngon mà ba đứa đều biết ăn. Em ăn thập cẩm ngon mà thử. Ngọc hồi nãy có để riêng cho bé Tiên với bé Nhã với Tiết Yên chưa? Mỗi một đứa hai cái bánh con heo nữa đó. Dạ, vậy bây giờ con lấy để riêng nha. Nãy con chưa để riêng hả? Tiết Yên rồi với anh Tiên là 6 cái, ba đứa 6 cái đó. Sau nó cứ lăn nó mừng ta vô kìa. Đây là phiếu heo. Sao lăn trễ vậy?
Nãy giờ chú Điệp nhận bánh chưa đó? Kêu chú Điệp nhận bánh luôn đi Ngọc. Có phiếu đàng hoàng nha. Rồi cái thẻ nha, rồi chị đưa cho. Phiếu nào? Thấy chú Điệp một cái bánh 2 giờ chiều. Dồi dào sức khỏe và gặp được nhiều may mắn trong công việc lẫn cuộc sống của mình nha. Và mình cũng chúc cho cả nhà có một cái Tết Trung Thu thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình cùng với người thân của mình. Hey. Tối xách lồng đèn đi chơi quý vị. Con cũng cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi video của con nha. Hãy nhớ like, subscribe, ủng hộ cho con để video lần sau tốt hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Mấy cái bộ đồ này thì cô có nhờ mình là trao cho là bé Tiên nè, Tiết Yến và Tiết Nhã. Còn bây giờ thì mình ghé nhà của bé Tiên trước nha. Ở bé Tiên về chưa? Dạ chú ba. Ở bé Tiên về chưa chú? Dạ chưa, phải nhiều rồi. Còn đồ này để con tháo ra rồi chú ba coi cái nào mà size của bé Tiên nó mặc vừa rồi chú ba lựa giùm con nè, chứ con cũng không có biết size nữa. Nhìn số quá Nhung, nhìn số rồi xong á. Cái này là số 9. Hôm nay con thấy có 3 số, là số 3, là số 12 và số 9. Số 9. Lấy cái áo nó ra đo thử coi. Mã 6 lựa giùm đi, mã 6. Tại cô gửi về mỗi một đứa 3 bộ mà không biết là cái size của đứa nào vừa. Con thấy một sắp như vậy là có 3 bộ nè, không biết phải phải tiên không, cái này số 9. Vậy vừa cho là nguyên sắp hay luôn nè bà Sáu. Một sắp vậy là một cỡ là 3 bộ. Vậy giao một sắp đi cho bà Sáu đi. Con thấy là bằng luôn đó chú bà. Con thấy bằng luôn.
bự hơn luôn á. Cái này mặc có khi nào lộn quần không ta? Đủ màu chứ không có nào dính cái nào vậy? Dạ rồi, cái quần xanh này là với cái áo vàng này nè. Tiên chừng nào về mở sắp? Bữa nay chủ nhật, chắc ngày mai thứ hai mới chủ nhật người ta không có làm việc, mình phải đợi thứ hai mình mới xin. Bữa nay có bác sĩ trực không à, không có bác sĩ khám bệnh. Dạ chứ là chắc ngày mai mới về quá. Nó Tiên khỏe chưa sao? Nó cũng bớt rồi nhưng mà nó ăn ít, ăn chưa có được nhiều. Dạ rồi, bác sĩ có cho thuốc thì cho nó ăn nhiều đúng không? Có cho thuốc sốt không à, thuốc cho hết nóng quá. Dạ. Rồi nói nó ăn ít, bà có nói với bác sĩ nó ăn ít, rồi bác sĩ để thuốc. Rồi bây giờ ai nuôi bé Tiên với bệnh viện sao? Mẹ nó nuôi, bà mới về đây được nè. À, mẹ về đây rồi nuôi với bệnh viện đó. Mẹ đi ngay về cổng luôn, không có ghé đây. Vậy là chừng nữa có chuyện là mẹ Tiên nước về chẳng cho không có đi về đây không? Về đây. Chào ngay. Cái bữa đó nghe cô Ngọc với cô Tiến đi vô thì nó khóc thụ thụ. Nó nhớ nhà cái gì? Nó tuổi rồi đó, nó nhớ nhà bà nhiều rồi. Đúng rồi, con thấy ở dưới cũng lâu rồi đó, không gà chứ cũng có từng. Không gà từng rồi, rồi nay đúng 7 bữa rồi đó. Ở đây vui cổ với cô mình. Ta nói bệnh sốt là vừa qua 7 bữa mới hết. Dạ đúng một tuần rồi, ta nói cho mình về. Rồi vậy bây giờ con nhờ bà Sáu đưa đồ lại bánh trung thu cho nó Tiên nha. Cảm ơn. Mà nó cảm ơn cô là được rồi. Cảm ơn cô là được rồi. Cảm ơn cô nha. Có cái màu mà cô nó nằm bệnh viện như thế này, nó chưa về đó. Chưa về nó thấy là nó mừng vậy. Dạ, thấy là mừng lắm luôn. Thầy. Rồi mới đầy đủ màu sắc hết. Mặc đủ quá. Kiểu luôn, ba bộ mặc ra 6 kiểu luôn. Quá đẹp. Dạ rồi. Thôi con đi bà Sáu. À. Tới nhà của Tiết Yên, Tiết Nhã rồi. Thì mình được biết là mẹ của hai bé là đi bây giờ trở ra Bình Dương làm rồi. Thì giờ là hai bé vô ở chung lại bà Tư, nhà bà Tư sát bên nhà đó. Bây giờ mình lên mình hỏi thăm xem rồi. Bà Tư ơi. Ừ. Bà Tư nhà bà Tư. Ừ. Ờ bữa nay ừ. Để đây đi, để đây đi. Không có mở cửa. Dạ. Ừ. Dạ con bé. Vậy là nhà của con ấy không có mở cửa hả bà Tư? Mở không? Dạ khỏi đi. Dạ, khỏi ừ. Vậy là bé nhập viện là Tiết Yên hay là Tiết Nhã hả Tư? Tiết Yên. Dạ Tiết Yên là chị của Tiết Nhã. Chị Tiết Nhã. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi chừng nào nó mới về? Mời. Mới điện rồi, mời nó xuất viện. Dạ vậy là ngày mai. Vậy là cũng giống như là bé Tiên bệnh rồi, bữa nay chủ nhật thì nó không có làm việc. Dạ thì bữa nay con tới là có một cô ba ở bên Mỹ đó, là có nhờ con gửi đồ với lại bánh trung thu cho hai chị em Tiết Yên, Tiết Nhã. Thì đây là bánh trung thu này cho hai chị em là mỗi đứa là 2 cái. Rồi đây là 4 cái nha. Còn cái này là đồ. Rồi để con sổ ra coi thử bà Tư nhìn lên nó có vừa với lại hai chị em không? Đâu. Đứa ba bộ nghe gì Tư? Dạ. Mỗi một đứa là ba bộ. Rồi Tiết Nhã nó ở đâu vậy Tư? Ở bên ngoài ngoại nó. Ngoại nó ở đâu? Còn mà đi quay đó. Ở ngoài còn ở nhà của mợ năm bữa đó hả? Ừ. Vậy là hiện tại giờ nó ở ngoài đó. Ở đó không. Gì hả? Vậy không có cho nó về học mẫu giáo sao? Không. Nó chừng đủ đúng 5 tuổi mới học mẫu giáo lớn luôn. Chứ ai đâu đưa đi. Năm nay là mấy tuổi rồi Tư? 3 tuổi. Mới có 3 tuổi rồi, vậy là còn lâu. Tới 5 tuổi rồi. Vô đây mà cũng không có ai chăm sóc nó mà Tư ai, cho nó Tiết Yên rồi. Mình ai cho nó ăn cơm được, nhỏ nó khó. Chắc vừa ha dạ, dừa. Con nghĩ vừa cái này nhỏ lớn. Nhỏ lớn. Con má dở con tưởng cái đầm không à. Cái gì vậy? Cái áo hay gì? Dạ cái áo. Áo gì bộ kiểu gì? Dạ như phọt rộng cái gì. Này quần dài. Cái quần đúng dài. Nhỏ này nó thích nè, nó không có chịu mặc quần sọt. Nó thích quần dài không à. Cũng dễ thương lắm mà Tư. Đây. Cũng còn lớn cũng nhỏ lớn nữa. Dài luôn, dạ cũng lớn. Cũng Tiết Yên. Cái này là màu hồng. Còn cái này là màu xanh. Đây. Ba bộ, còn cái này có tay. Này chắc
bự rộng dữ rồi. Này lớn dữ lắm rồi. Làm cái mà ở dưới quê mình hay có cái kiểu mà mua đồ mà trừ hao á. Mua từ lớp 1 mà tới lớp 5 luôn. Rồi còn này là đồ của Tuyết Nhã nè. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Tuyết Nhã nó bao nhiêu ký vậy Tư? Mày có điện qua hỏi không? Nó nhiêu ký ta đâu có biết đâu. Bữa Ngọc nó nói con mấy ký quên rồi ta. Con thấy bé đó nó cũng ốm á. Ờ nó nhỏ ký hơn xu á. Dạ đúng rồi, nó nhỏ. Hình như nó mới có 10 ký à. Nó nhẹ ký hơn xu. Nó lớn lớn tháng hơn xu mà nó nhẹ hơn. Nó bị suy dinh dưỡng. Dinh dưỡng đó. Ừ. Dạ, không con có nghe đi ra thành phố đồ khám bệnh đồ gì nữa đó. Ờ đi thành phố 4 lần. Dạ. Sao này. Con thấy nó cũng không có lớn, nó cũng nhỏ xíu. Này nhỏ nhỏ bằng dừa nè. Dạ đúng rồi, nhỏ nhỏ không ạ. Này Tiết Nhã mặc dừa. Ờ Tiết Nhã mặc dừa nè, con có bộ đồ sao con bị ngốc quá bự. Dạ bây giờ mặc không vừa thì năm sau mình mà. Rồi đó, hai chị em ba bộ đều hết, không có ai mà. Rồi vậy vậy tôi gửi lại cảm ơn. Thôi với bà tôi bà Tư có hai đứa, Tiết Yên với Tiết Nhã, cảm ơn cô gì đó. Không biết nữa. Hay là cảm ơn dạ, cô ba được rồi. À, cô ba hả? Dạ. À, cảm ơn cô ba nha. Dạ vậy bà Tư cắt cho nó hán về mai nó xuất chuyện đó rồi bà Tư đưa cho nó. Đưa về chắc ha. Nó mừng lắm ha bà Tư. Bà Tư có xuống dưới thăm Đức Kiên không? Đi gì đâu cũng đi. Có ai chở đâu đi. Không ai chở. Vậy là cô Hằng mình đi ra ngoài Bình Dương làm luôn hả bà? Đi luôn. Cũng mời xuất viện rồi cái khuya lại đi luôn. Rồi ai rước nó vậy Tư? Con Tố Quyên. Tố Quyên rước. Rước chiều ngoái, mời rước chiều ngoái. Rồi cái ngủ cái khuya lên xe đi. Con chờ mẹ nó đi ra ngoài thăm em nữa. Cái thằng con của dì Mừ nữa đó cũng bị sốt. Chở tới thành phố nhà thương chờ gãy quá. Đồng chiên là không hết. Vậy đó hả? Sốt quá nặng rồi. Cái đó là không có phát hiện sớm rồi để nó. Biết đâu. Để chuyển đi. Dạ vậy thôi con chiều bà Tư. Vậy còn hết đen. Dạ. Cảm ơn cô đó đó. Thôi bà Tư con chào Tư gửi đây giùm cho hai đứa con bà Tư. Thì tôi cứ thùng tôi.